Dạ Út xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị. Dạ hiện nay Út đang có mặt tại tại cảng cá thôn Mỹ Tăng, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận của chú anh chị. Dạ cảng cá này thì nó cách thành phố Phan Rang khoảng 15 cây số. Thì Út sẽ xuống đây coi bà con ngư dân ở cảng cá này, bà con người ta làm những ngành nghề gì và có hải sản gì. Một sẽ quay lại cho cô chú anh chị cùng xem nha. À, đây là nghề lưới vũ cô chú anh chị, nghề lưới vũ đánh cá cầm săn. Đây là cá cầm săn. Dạ cá đây là khi đánh bắt vô là phải vũ cô chú anh chị, chứ không mình không có gỡ được đâu. Cá nó nhỏ, cá mình gỡ chừng nào cho nó xong. Cho nên người có một cái cây gì à, mình quất cho nó rớt ra hết à, nó văng ra hết à. Ông là chưa ha. Chưa sao? Thì ông nào cũng vừa hết đấy, chứ ông này không vừa không? Cá cơm săn đây nó khác hơn cá cơm sọc nồi nha cô chú anh chị, khác hơn cá cơm sọc than. Cá cơm này là cá nó thịt nó săn. Đó, có người gọi là cá cơm xanh. Cá này làm gỏi là quá mê. Dạ. Cá này làm gỏi là nó ăn là nó quá ngon. Cá này làm gỏi ăn hết sảy luôn hả chú ha. Cá kia nó còn nhão, còn cá cơm săn này nó ăn là coi như là nó săn cái thịt. Dạ. Nó lại ngon. Dạ đúng rồi, cá cơm này làm gỏi ngon lắm. Quả vì cái con cá cơm này nó có cơ, nó ít thôi, nó được miệng hơn á. Dạ. Cá này giờ nhiêu một ký chú? Cá này là coi như ngay lúc này là phải nằm giá 80. 80 ngàn ký. 80 ngàn ký. Dạ. Nó mắc hơn cá cơm than ha. Cá cơm than nó cỡ chừng 40 đô lại thôi. Dạ. À, còn cái khúc dưới này bà con người ta cũng làm lưới vũ quýnh cá cơm săn á. Khúc này người ta, bà con người ta làm đông này à, cả nhà. Từ đây đổ dài xuống dưới kia là đều lưới không? Lưới quýnh cá cơm săn không? Cái nghề lưới vũ lưới cá cơm săn này đa số người ta đi xuồng nhỏ nhỏ cô chú anh chị, trước kia còn đi xuồng nhỏ nữa,
giờ người ta lên xuồng hơi lớn hơn, là xuồng này là xuồng bằng bằng ton nha. Đó, cái lái nằm tước lại đó, loại này là như người ta thường là ra mình đăng lưới hoặc là mình đi kiếm cá. Cá này, loại cá này nó nở, có khi mà nó giải hay nó móng đồ là người ta nghe được, người ta sẽ theo cá, người ta bao lưới của chú anh chị. Hoặc là cái khu vực nào thường có nó thì người ta đăng lưới. Quá hấp dẫn luôn. Ừ, quá đã luôn, quá đã luôn nha. Quá đã luôn, quá vô, quá vô, quá vô. Quá đã luôn. Dạ. Ra xong chưa? Câu lát vô cái khác. Dạ. Dạ, chỗ đây là mấy anh em câu ở trên bờ cảng này, câu dậy tí cho có ba cá giò đấy của chú anh chị. À, có ba anh chị. Cho một like nha. Nhớ cho một like nha, có ba anh chị nha, cho một like nha. Dạ, còn đây là nghề lưới hai cả nhà. Lưới hai thì theo họ quan sát thấy là dàn lưới này đa số đóng cá tét xanh của chú anh chị, cá tét xanh. Như đợt này nó có đợt cá tét sao ạ? Đóng cũng rất hấp dẫn luôn nha. Quá ngon. Ồ, hay hở cá nhồng, cá nhồng. Cá nhồng, cá nhồng, cá nhồng. Hay quá. Quá. Dạ, câu như vậy nó quá thú vị luôn cả nhà. Đó, ngờ câu như vậy còn mờ nè, mờ tiếp này, khỏi phải kiếm ở đâu xa luôn. Có dàn cá lưới vũ ở đây, cá cung ở đây là kiếm vài con rồi ngờ câu luôn. Đó, quá đã luôn nha. Đó quá hấp dẫn luôn cả nhà, cá nhồng. Câu như vậy nó rất là thú vị luôn nha. Thú vị. Quá hay luôn chú. Đưa này bạn hát. Dạ. Dạ, số cá cơm săn của bà con Vũ ra đây cả nhà. Thì Vũ ra thường nhất là nó thường có những cái con nó bứt đầu gãy đầu rồi. Giờ lựa những cái con viên ra. Có đâu hả? Ăn nó vô lên xin đặng. Má trời ơi, ăn đâu mỗi lần tí nha. Ờ, ông trắng ăn nó coi là bị nữa. Mua trong chỗ bà đây nè. Bà cha đây nè, ai mua cho con. Cầm chấm gì đâu canh. Bà đây nè. Mua trong chỗ tám á. Tám biết mua à. Dạ, còn số lưới vũ này là bà con vũ cá hết rồi cô chú anh chị, giờ là thao lưới vô. Thao lưới vô chắc ở sau lái luôn, mình quýnh cho nó dễ, tức là quýnh lưới cho nó chạy đằng sau lái này luôn, nó không có vướng. Thường thường là quýnh lưới ở để bên hông, nhưng mà bên hông hình như là chở lưới, dàn lưới gì đó, cho nên là bà con người ta thao đằng sau này. Thì đằng sau này quýnh nó cũng rất là dễ luôn, nó cũng ít có sợi dính trong trống đâu, cũng nói chung là nó không có sợ rủi ro hơn là quýnh đằng bên hông đằng trước đó. Chở đằng sau đây quýnh nó rất là gọn lưới, nó thông lưới.
Dạ, còn đây là khu vực, đây là khu vực cảng cá của chú anh chị. Chỗ đây là chỗ những khi đánh bắt rồi trong đèn lưới rút rồi, lưới bao, lưới trủ rồi là ta vô cá mực rồi tại khu vực này. Thì trên khu vực cảng này cũng có một số lưới vũ, cũng vũ trên này. Nói chung là vài này ta sắm nghề lưới vũ cũng đông. Đây là cá của bà con ngư dân đánh bắt vô đây. Thì nãy giờ thấy là đa số mực và cá trét, cá trét xanh nha. À, cá trét xanh. Rồi cũng có một số mực. Có một số mực ghim rồi chú anh chị, mực rất là tư luôn nha. Giống mực này ta gọi là mực ghim. Dạ, khu vực này là mấy chị em thu mua mực của mấy anh em bạn câu như là, và mực nghề luôn, mực của mấy chủ nghề luôn của chú anh chị. Mực rất là đẹp luôn, mực còn tự bóng luôn nha. Giờ mực ghiền luôn nha cho chú anh chị. Wow, cái gì, cái gì còn sống luôn cả nhà, quá là ngon luôn nha. Vậy là căng bén luôn hả cô ha? Dạ. Wow, quá đã luôn á, từ sống tại tại bến luôn nha. Cảm ơn nha cô. Có cá róc cả nha. Cá róc đa số người ta xây làm chả nha. Cá róc đây làm chả phải không chị? À dạ dạ. Cá qua đây là cá qua lưới rút á, đây là đi đi một đêm vô thôi nha, chứ không có đá nha cô chú anh chị. Cá nó tư công luôn, giờ con cá là biết à. Thấy giờ cái màu con cá nó còn óng ánh luôn nha, cá tư công luôn. Dạ dạ, giờ là biết liền luôn à. Nhiều quá bé. Tầm 3 tư gói à. Tư không? Làm 2 kg luôn. Vô tư công luôn ha. Bé mua con cá qua, lát nữa về nấu mặn ăn cả nhà. Cá này gọi là cá hoa cả nhà, cá hoa. Nó gọi là cá trù bông cũng được, hoặc là cá ngừ bông cũng được.
Loại cá này thì thịt nó săn cứng, con cá tư nè, cặp mắt trong thấy chưa, cái màu nó vẫn còn giữ màu nè, thấy không, màu còn mi nơ nè. Dạ giờ ông sẽ tiến hành làm một món một món cũng như dân biển thường làm á cô chú anh chị, món tái giấm. Giờ ông sẽ lẹn ra, lẹn lấy hai bên phần thịt ra, rồi mình thái nhỏ là để mình bắt nước lên như một nồi lẩu vậy, là mình lấy cái thịt nó này, mình muốn ăn sống hoặc là ăn tái thì ăn chín hoặc ăn tái tùy mình. Mình sẽ nhúng vô nước lẩu đó rồi mình ăn là bún hoặc là cuốn bánh tráng ăn. Dạ như vậy là cá đã làm xong cả nhà. Cá rất là tư luôn. Miếng cá rất là trong. Đỏ tư ngon. Dạ cái phần này là lẹn ra hai bên để mình lấy hai bên phần thịt thôi nha. Còn cái phần xương là đây. Đây là cái phần xương đây. Rồi lát nữa mình nấu nước sau mình bỏ cái phần xương này vô. Đó, xương nó cũng có thịt đó, là mình bỏ vô để cho nó ngọt nước, nó ra chất nó ngọt nước. Hiện giờ mình sẽ tiến hành mình làm gia vị, làm đồ để mình úp cái số phần cá này, cái thịt cá này cả nhà. Đó, thịt cá úp bao gồm có ít tỏi này, hai tay ớt này. Giờ mình đâm xong phần này rồi mình tính sau. Dạ giờ ông sẽ tiến hành úp cái cá này của chú anh chị. Cá rất là tư luôn nè. Miếng cá nó đỏ mà nó trong. Còn con cá mà nó hơi muốn ngả màu ương á, tức là nó không ngon á, thì miếng cá nó không được ống ánh mà nó trong, nó đỏ như gì đâu. Miếng cá nó đục, nó hơi tái là cá nó ương cả nhà. Đó ý là nhà ột không có dao thái Nhật á nha, dao thái bình thường thôi á, mà lát miếng cá ra miếng nào miếng nấy nó y viên, tức là con cá rất tư. Dạ giờ ột sẽ cho cá vào đây để mà ột úp á. Úp cá mình ăn cho nó đậm đà, nó ngon. Dạ thành phần nhiên liệu úp cá, ột sẽ cho vô một ít bột ngọt. Đó. Và một ít tiêu. Ít tiêu cũng xay sẵn hết rồi cả nhà. Ở đây là một ít đường. Đây là tỏi và ớt. Ột đâm hồi nãy nè. Đó. Nó cho nó thấm, nó cay cay mặn mặn. Đường là bột ngọt, đồ ớt, đồ tiêu, đồ nó thấm vô cay cay mặn mặn. Cho chút mắm nữa cay cay mặn mặn là ăn nó cho nó ngon hơn cả nhà. Giờ ột sẽ cho vô một ít mắm. Đó. Giờ sẽ trộn đều lên. Quá hấp dẫn ha. Nếu mà cả nhà mà ăn con cá trù bông này á, nếu mà kho chiên hoặc là nấu chua rồi thét mình ớn á, thì mình sẽ đổi món ấy. Mình sẽ làm giống như vậy nè. Rồi mình ăn lợn bún hoặc là cuốn bánh tén mình ăn. Đó, nó đổi món rất là ngon luôn nha. Tại vì nó có kèm ăn kèm theo số rau sống á. Rau cải đồ mình ăn nó bớt ngán. Đó rồi, giờ mình để đây cho nó thấm ấy. Mình sẽ tiến hành mình sẽ bắt một nồi lẩu, nước lẩu lên. Gọi là nước súp á. Nước súp bao gồm là có 1 lít nước dừa nè. 1 lít nước dừa không đủ là mình sẽ đổ nước lã thêm nha. Đó là cà thơm. Cà thơm, me, ớt, là hành củ, mình nhả giả ớt là hành củ ra. Bỏ vô. Cà nếu ai mà muốn tao dầu thì tao, ai không muốn tao dầu thì thôi. Đó, giờ sẽ tiến hành làm nồi nước lèo á. Còn đây là ớt và tỏi và củ hành. Giờ ột sẽ đâm cho nhuyễn ra.
Rồi lát nữa mình đổ vô cái nồi nước lèo luôn. Dạ vô ột sẽ tiến hành tao cà thơm cả nhà. Đó, mình tao cà thơm. Nhưng mà mình không muốn tao cũng được nha. Ốc sẽ bỏ vô một giấc mi thôi, tại vì mình ăn tùy theo mình ăn chua hoặc không ăn chua. Mình tao cái màu nước lên nó thơm không, màu nước cà nước thơm ra nó thơm không cả nhà, nó đẹp nữa. Và đây là củ hành ớt tỏi nãy ốc đâm nè. Rồi ột sẽ đổ vô nước dừa vô luôn nha. Đó, đổ một lít nước dừa vô luôn. Đổ cẩn thận, ở dưới nó hơi có cằn một chút, bỏ ra. Đó. Nhưng mà vẫn thấy nước còn ít nha. Ột sẽ cho thêm nước vô. Tại vì mình nấu lẩu mình bắt lên cái lò than nữa cả nhà. Sợ nó mình nấu mình ăn thời gian nó lâu á, sợ nước nó sẽ sắc lại. Cho nên đổ thêm nước vô. Rồi, ok. Dạ, trong thời gian chờ nước nó sơ rồi mình sẽ bỏ cái số cá này vô cả nhà. Số cá này vô cho nó ra nước á, để cho nó ngọt nước rồi mình chan bún nó mình ăn cho nó ngon. Còn cái phần thịt cá này là mình nhúng, mình muốn bỏ vô chén bún mình lua luôn cũng được, hoặc là mình nhúng cho nó chín mình cuốn rau sống rồi mình tán. Mình lát nữa ột sẽ làm một cớ mắm chanh, còn gọi là mắm thấm á, rồi để mình để mai có cuốn cuốn cá đồ ăn mình chấm ăn cũng ngon, khá là hấp dẫn nha. Cẩn thận để nó rớt nó dung nước lên á. Đó, đây cũng như mình kể cách mình đợi món thôi cả nhà, cũng là con cá ngừ thôi nhưng mà mình sẽ làm món khác đó. Dạ, giờ ột sẽ làm nước mắm chấm cả nhà. Nước mắm chấm là ột sẽ làm nước mắm chanh tỏi nè và ớt à. Và cho thêm một ít đường, ột sẽ đâm. Hồi nãy ột có chế một chút nước nóng vô cô chú anh chị trước khi đổ mắm á, quậy cho nó tan đường ra cho nó dễ. Chén mắm chanh nha, rất là ngon luôn. Dạ, giờ nước đã sơ lại một hiệp hai cả nhà. Hồi nãy mình bỏ cá vô là nước nó tự động nó hết sơn. Giờ bật lửa lên cao cao một chút rồi nước nó đã sơ lại nè. Ột sẽ nêm. Đó, nêm nếm cho nó vừa ăn. Rồi mới chuyển qua cái lò nhỏ nha. Do nãy ột quên đó. Dạ, giờ ột sẽ thưởng thức thử như thế nào nha cả nhà. Cũng lâu lắm rồi, lâu quá lâu ột mới nấu lại cái món này. Thì không biết nó sẽ như thế nào đây. Ột sẽ gấp vài miếng cá này. Đó, bỏ cho nó chín này. Đó.
mình sẽ làm một miếng bánh tráng. Ít rau. Quá là săn luôn cả nha. Nó chìm đi đâu không? Này nó chìm đi đâu mất không? Hay quá, nó chìm hay ghê. Hay là một miếng đi. Hay là miếng nữa. Quá là ngon nha. Lâu lâu tổ tài hàng bữa nấu cái món này thì nó như thế nào. Dạ Út xin mời cả nhà. Ồ, vậy mà ngon ha. Thịt cá nó thấm á, ngọt ngọt, nhưng mà cá nó tươi á. Cá mình ăn nó cũng vừa mới chín tới ăn nó ngon. Ngọt nha. Cá săn chắc á. Ăn kèm nó rau ngon cả nhà. Giờ sẽ là một miếng bún. Bún. Nha. Giờ sẽ là một miếng bún coi nước nó ngọt không? Nước lèo này nó ngọt không? Đó. Sẽ bỏ vô đây hai miếng ngọt ngâm đây. Ít bún nè. Miếng cá săn chắc ngon ghê luôn. Miếng cá này nó săn chắc như là thịt heo vậy cả nhà. Dạ Út mời cả nhà luôn nha. Ừ. Nước ra chắc. Mấy cái đầu với là xương gan của nó là hầm nãy giờ nó ra nước ngọt ghê cả nhà. Cá nè. Ừ. Ê bà. Có ngon không biết không? Ngon. Ngon. Hỏi bé ăn đây. Ăn con sao? Ngon. Dạ giờ bé thưởng thức cô chú anh chị. Cá Út tẩm ướp cũng vừa ăn ạ. Nhúng vô nào nước lẩu nè. Đây con chẳng khác gì là lẩu hăng bé. Ừ, vừa lẩu vừa tái giấm luôn. Hồi nhúng lẩu à. Nhúng tái tái gì ăn. Còn ai muốn ăn chín á, mình nhúng lâu một chút nữa cả nha. Thì cá này Út cũng sát cũng mỏng à. Rồi chìm mắt nữa hả? Không biết đó. Quá là ngon luôn, nóng hở vừa thở vừa ăn luôn nha. Bún nè. Ồ. Bài bản hả? Đi mời cô chú chị mời cả nhà ăn đồ ăn tái giấm đi bí với Út. Mời cả nhà ăn. Ngon á. Ngon. Ngon. Nhờ cá nó tư sao ha? Lát bé hấp thử miếng nước nó ngọt không? Không có cái chén à. Dạ nhờ có nước dừa, cô chú anh chị có nước dừa cho nên nước nó cũng ngọt nước á. Ngon á. Ngọt ngọt thơm thơm mùi nước dừa. Nhờ da vậy anh Út búp ông đó. Tâm nâu đó nên da vậy rồi nó cũng vừa ăn.
Dạ vậy là ột sẽ tạm dừng video để kêu hai đứa nhỏ tới nó ăn cô chú anh chị. Do tụi nó mắc cỡ quá mà tụi nó cũng không có dám thưa hỏi gì hết. Chứ tụi nó cũng không có hủng hào mắc dạy đâu cô chú anh chị. Thông cảm cho nó nha. Dạ giờ. Dạ giờ ột sẽ đặt cái máy đây rồi kêu hai đứa nhỏ gia đình cùng ăn nha. Dạ ở đây ột đã ăn no rồi cả nhà. Ột ăn nhanh lắm. Giờ bé con ăn. Uống miếng nước vô. Ăn từ từ thôi mắc nghẹn á bé. Thấy bé ăn ột ăn no rồi mà gặp thấy bé ăn ột chảy nước miếng rồi cả nhà. Ồ ngon rồi ha. Wow, còn một nồi chà bá luôn cả nha. Dạ như vậy là gia đình ột đã ăn no hết rồi cả nhà. Dạ ột cũng xin cảm ơn cả nhà, xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi video ủng hộ cho vợ chồng ột nha. Dạ giờ ột xin hẹn lại video sau. Thì biển giả cũng còn động không? Cho nên ột cũng không biết quay cái gì, cứ quay cảnh biển như là bà con đi biển rồi vô đánh bắt như thế nào á. Thì cũng muốn gỡ lại những gì thật thà và chân thật nhất của bà con làng biển trong tỉnh của ột để gửi tới cho cả nhà, cho cô chú anh chị em xem để cho nó có video. Dạ giờ ột và bé nói lời tạm biệt cả nhà. Dạ xin chào tạm biệt ạ.